Loài sóc này có kích thước chỉ bằng ngón tay cái, là loài nhỏ nhất trong họ sóc của Việt Nam. Sóc chuột lửa có tên khoa học Tamiop rodolphi là một trong bốn loài sóc thuộc giống Tamiop ở nước ta. Năm sọc đen nằm xen kẽ với bốn sọc xám trắng chạy dọc lưng, đóng vai trò như công cụ để ngụy trang. Sóc chuột lửa có chóp tai màu phớt trắng, lông trên đỉnh đầu màu ô liu, đuôi hẹp, bụng màu vàng kem. Vào đầu mùa sinh sản, sóc chuột lửa thường tụ tập thành đàn đi kiếm ăn cùng nhau. Chúng sẽ lựa chọn người bạn tình ưng ý để thực hiện thiên chức thiêng liêng của tạo hóa. Đó là việc duy trì nòi giống.